Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trong một video mới. Lần này thì mình sẽ gửi tới các bạn một tựa game kinh dị. Trước khi bắt đầu video này, mình khuyến cáo những người có tiền sử về bệnh tim hay những thanh niên sinh lý hoặc những phụ nữ đang mang thai cho con bú tốt nhất là không nên thử. Game này có dung lượng khá nhẹ, chỉ hơn 33 MB, được phát hành tháng 11 năm 2013 bởi Paulina Pabis. Với I The Horror Game, bạn sẽ hóa thân thành một tên trộm đang trong quá trình hành nghề. Tuy nhiên, ngày hôm nay thật là đen đủi. Căn nhà cổ tích mà bạn chọn có rất nhiều đồ vật có giá trị, nhưng để lấy được chúng quả là điều khó khăn. Thực tế, mình thừa nhận rằng mình chưa bao giờ dám chơi game này một mình ngay cả khi trời sáng. Mình không phải là người nhát gan, nhưng với game này, nhà phát triển đã rất khéo léo để khiến người chơi phải sửng gai ốc. Đặc biệt, mọi thứ sẽ trở nên khác biệt hơn rất nhiều khi bạn đeo tai nghe và trải nghiệm. Chỉ 60 giây thôi, bạn cũng sẽ cảm thấy game này có mức độ kinh dị thế nào. Với không gian tối tăm thường thấy trong những tựa game kinh dị khác, khung cảnh trông căng thẳng hơn rất nhiều. Các căn phòng tối và bụi bặm, ẩn sâu trong đó là một cái gì đó mà bạn không thể biết được. Tiếng gió hú, tiếng tích tắc đồng hồ, tiếng hai cánh cửa đập vào nhau, tiếng bước chân của bạn hay đôi khi mình nghĩ là của ai đó đều trở nên thật đáng sợ. Những âm thanh đó không chỉ tạo ra sự ghê rợn mà còn có thể coi như một hệ thống báo động. Khi nghe được những tiếng cười ma quái hay đơn giản là tiếng quái đó nói, bạn có thể đang bị rình rập bởi một con ma nữ không thân thể mà chỉ có cái đầu lơ lửng của nó mà thôi. Một khi đã thoáng nhìn qua nó, mình tin rằng gái ốc của bạn không nổi thì tóc gái bạn cũng sẽ phải dựng đứng lên. Lúc này điều bạn làm được chỉ có thể là chạy mà thôi. Mục tiêu của game này là lục tung căn nhà cũ để tìm những bao tiền giá trị được cất khắp mọi nơi. Mọi cử chỉ và điều khiển cũng rất đơn giản. Một nút ảo bên trái để di chuyển, bên phải là để xoay màn hình và nhấn vào các vật dụng để tương tác. Để hoàn thành trò chơi, bạn chỉ cần thu thập đủ những túi tiền và thoát ra khỏi cánh cửa chính một cách an toàn. Những túi tiền và chìa khóa đều xuất hiện ngẫu nhiên mỗi khi một lượt chơi mới bắt đầu. Nhờ sự trợ giúp của bản đồ mà công việc trở nên dễ thở hơn. Biểu tượng mắt trên cùng bên trái chính là vị trí của con ma nữ. Bạn có thể thu thập được con mắt ở khắp nơi ở trong ngôi nhà và biết được nó ở đâu mà tránh xa những nguy hiểm. Tiếc thay, thời lượng game khá ngắn và không có nhiều lựa chọn về các màn chơi. Các túi tiền tìm kiếm khá dễ dàng và bạn dễ dàng thấy ngay cả trong bóng tối nhờ sự lấp lánh của nó. Để trải nghiệm game này một cách ghê rợn nhất, mình khuyên bạn nên đeo tai nghe vào, khóa mình ở trong một căn phòng tối và hãy dùng hết sức mình để nắm chặt chiếc điện thoại của bạn. Vừa rồi là bài chia sẻ của mình về một trong những tựa game kinh dị được xếp hạng và đánh giá khá cao trong dòng game có dung lượng thấp. Nếu bạn đang tìm kiếm một cảm giác sợ hãi tột độ hay đơn giản là ngồi cảm nhận những cái gai ốc nổi lên hồi, thì mình khuyên bạn hãy thử một lần với I The Horror Game. Nếu bạn thấy hay, hãy like và theo dõi my channel. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ông nào định đốt nhà nhưng chưa đốt kịp đã chết rồi, có vết máu ở đây. Mình nghe thấy tiếng đứa nói nhưng mà không có ai quanh đây cả. Oh shit man.